Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình test thử một bộ cấu hình karaoke trong tầm tiền để dành cho anh chị em đang công tác, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thì cấu hình này bao gồm có một chiếc âm ni đề lông 390CD4, một cặp loa tay của Bose, loa có mã là 100G. Cặp này thì được sản xuất ở Mỹ, made in USA. Một em sub điện Yamaha ET215, một chiếc mic bình thường thôi, rẻ tiền thôi, và một bộ sao card karaoke. Thì bộ này thì rất là phù hợp và vừa túi tiền với mọi người, chỉ tầm khoảng 4 man, hơn 4 man một chút, nhưng mà lại chất lượng. Thì sau đây mình sẽ test thử một đoạn này với không lời, một đoạn không có nhạc nhé, cho các bạn nghe thử. Mặc dù là với tầm tiền thấp thôi, nhưng mà nó lại chất lượng thì vượt xa ngoài cái tầm tiền đấy nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alo. Sau đây mình sẽ hát thử một đoạn karaoke để cho các bạn cùng thưởng thức. Xin mời anh em cùng lắng nghe thưởng thức thử xem chất âm của bộ này thế nào nhé. Hôm nay em hạnh
đã bên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Anh em nào có nhu cầu về mua sắm thì hãy vui lòng inbox trực tiếp vào Facebook cho mình nha.